Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều. Ngày hôm qua cũng mệt quá cho nên ngày hôm nay thì làm ít video quá các bạn. Thôi thì bây giờ có cái gì ta xem cái đấy vậy. Ta nghiên cứu cái gì thì ta nghiên cứu thôi. Thì bây giờ chúng ta trước hết là chúng ta vào cái chỗ khu vực thôi vào chỗ Ukraine đi. Thì như chúng ta biết là cái khu vực này là ông Kuleba là ngoại trưởng của Ukraine cũng đã làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và cũng cái đại sứ của Ukraine tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói là đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ là hỗ trợ cho đi cái chỗ đưa cái ngũ cốc là đi ra cái hướng ngoài này, đi sát từ đây là cái đi men vào cái chỗ mà của Romania đây. Trong cái lãnh hải đấy các bạn, 12 hải lý đấy, để cái map vào đấy rồi đi đấy. Thì coi như là bây giờ nếu không trở ra, tức là ý là coi như là trở từ cái chỗ Izmail này các bạn nhé. Izmail là nằm trong cái lãnh thổ của bên Ukraine giáp với lại Romania đây, là trở ra đấy. Cũng có thể là trở ra cái cảng ở chỗ này đấy, là đi đấy. Hoặc là cũng có thể là từ Odessa là đi map này. Nhưng mà nếu mà nói về cái lệnh cấm của Nga thì chúng ta biết là từ đây. Đây là của đất Ukraine bên này, còn bên này là Romania, còn bên này là chúng ta biết là Bulgaria, còn bên này nó là bắt đầu là Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ đây. Thổ Nhĩ Kỳ, đây là Bulgaria, đây là Romania, còn đây là Ukraine. Thì cái chỗ Ukraine này thì rõ ràng là ông ra là ông bom liền. Còn trong trường hợp đấy, nếu mà ông đi từ cái Izmail, ông đi đường bộ xong trở ra chuyển công tan xa ngoài này, ông web map này thì cũng chưa biết. Nhưng mà hiện nay thì ông Thổ Nhĩ Kỳ nói là không dám hỗ trợ các bạn nhé, không dám hỗ trợ. Trong khi đó thì ông Ukraine thì tuyên bố là tôi có trong túi là 500 triệu đô đây, có thể là bảo hiểm bảo lãnh cho các cái chủ tàu đó kia. Nhưng mà hiện nay là chưa có chủ tàu nào và chưa có công ty bảo hiểm nào là đảm nhận hết các bạn nhé. Đấy thì như sáng nay thì chúng ta biết rồi là coi như hiện nay là Ukraine cũng là coi như cấm các cái tàu thuyền của Nga là đi khu vực này và khu vực này. Có ra là bom và tất cả những cái tàu của Nga, không kể quân sự hay là dân sự hay là tàu hàng gì đấy, mà cứ coi như là nói giống như Nga nói đấy, tức là chúng tôi coi đó là tàu quân sự, là chúng tôi có quyền bom. Đấy, tức là bên Ukraine nói ghê lắm. Đấy, nói tôi thấy có vẻ còn mạnh hơn, còn ra lệnh cấm nữa cơ, ra cấm khắp nơi nữa. Đấy, sợ quá. Đấy, cái này là Nga phải lưu ý nha, chuyện nguy hiểm nha. Rồi các bạn nói thế chứ nguy hiểm, chứ còn ở đây thì nó chỉ có tàu Nga thôi các bạn ơi, chứ không có tàu nào hết ở đây đâu. Có cái tàu hàng, bây giờ tàu hàng nó không cho nữa là thôi chịu rồi. Còn mấy ông Bulgari, Romania bây giờ bảo đúng là tàu của các ông hay không là thôi, bây giờ nó cũng trả giải. Bây giờ tự nhiên là giúp ai chưa thấy mà không khéo là mình lại toi. Cái chỗ này thì tình hình nó như vậy các bạn nhé. Thì chúng ta biết là hiện nay Ukraine đang ồ ạt sử dụng bom chùm ở đặc biệt là Zaporizhia và khu vực Bakhmut, Artemov. Đấy, còn hiện nay thì Nhà Trắng thì đang nói là Nga là đang coi như là tức là thả thủy ngôi lôi là khắp nơi. Đấy, khắp nơi này thì ông biết ông đi ông đụng chưa, mà ông biết là hay ghê nha, tôi cũng chưa biết nha. Đấy, cho nên là mấy ông Bulgari, Romania đây đi mà gặp thủy lôi là cái này không biết ngay, cái này có thể là của Nga, cũng có thể là của Ukraine, nó trôi dạt ra, cái này không biết. Đấy, cho nên cái khu này là khu chiến sự thôi, các ông cứ tốt nhất là các ông nín đi bớt đi. Khổ quá, để ra cái là ông hoàng, cái này nó mệt lắm. Mà tất nhiên là cái ông Romania, Bulgari này cho dù ông NATO trời đi chăng nữa cũng không bao giờ dám dây vào đây đâu. Tôi nói thật với các bạn thế, chẳng qua nói cho vui thôi. Còn ông Thổ Nhĩ Kỳ này thì hiện nay là ông đang có ý định nhé các bạn nhé, nhưng mà cũng hình như là cũng đang lobby trước cái tình hình, tức là dò xét, tức là cái gì, nó gọi là mớm lời trước đấy, tức là rào trước đón sau đấy. Đấy là coi như là có khả năng sẽ chuyển cái F-400 đấy, là mua của Nga đấy, cái hệ thống đấy đấy, nó là có hàng là coi như là chuyển cho Mỹ đấy, hoặc là chuyển cho Ukraine. Có vẻ như là Thổ Nhĩ Kỳ là trở mặt rồi đấy các bạn nha. Tức là xưa nay thì nó cũng chả phải là chứ không phải là đồng minh của Nga. Đấy, nó là thực tế là nó nằm trong cái gọi là khối NATO thì là đối thủ đấy, tức là kẻ thù đó là cái. Nhưng mà ông này thì ông chơi hai mặt thì cũng chơi hai mặt, nhưng mà bây giờ có vẻ tức là ông bỏ cái mặt
mặt bên bên Nga rồi, tức là cũng chơi một bên thôi chứ không phải là trở mặt các bạn nhá. Tức là xưa nay ta chơi cả mày, ta chơi cả đằng kia, bây giờ ta không chơi với mày. Đấy, chứ không phải là bây giờ nó đang chơi với mày, nó đang chơi với mình mà không chơi với ai hết, thì bây giờ nó lại không chơi với mình, nó chơi với thằng kia, không phải thằng này anh chơi cả hai. Mà bây giờ nó, ý là bây giờ mình muốn phân biệt là không chơi với Nga nữa thì phải rõ cái chỗ này. Đấy, cái chỗ này là hiện nay là nếu mà cái F-400 thì nó không phải đơn giản đâu. Ngay Mỹ nói là đưa cho Mỹ để nghiên cứu thì Ankara nói rằng là coi như nếu mà chúng tôi đưa cho các ông ấy, thì cái nền độc lập chúng tôi không giữ được. Đấy, có lẽ là trong các cái văn kiện ký kết như thế nào đấy rồi. Nhưng còn nếu mà đưa cho Ukraine nữa thì coi như có lẽ là đập luôn Thổ Nhĩ Kỳ thôi chứ để làm gì nữa. Mệt. Nói qua nói lại với cái ông này là Ottoman cái quái gì ngày xưa thì cũng Nga đập chết chứ có cái gì đâu mà có giờ thắng Nga bao giờ. Các bạn cứ giật lật lịch sử ra rồi không bao giờ thắng được đâu. Nó chỉ có cái tinh tướng thôi, nó gần như là một cái gai. Bây giờ đi ra đi vào đấy cứ phải phụ thuộc ông thì thôi. Thì là có như nói chuyện với ông cho nó nhẹ nhàng, cho nó vui vẻ, hai bên cùng có lợi. Chứ còn bây giờ mà ông lại đòi hơn tôi, ông đòi đập tôi thì tôi đập ông chết trước. Đấy, chấp luôn cả NATO luôn, chứ còn làm cho nó ra ngô ra khoai mà ngã luôn. Chứ cho nên cái chỗ này thì tôi nghĩ là Thổ Nhĩ Kỳ là càng ngày càng leo thang trong các cái chính sách mà gần như là đối đầu với Nga. Đấy, thì cái chỗ này chúng ta cứ theo dõi thêm thôi. Tất cả các báo chí phương Tây cũng như của Nga cũng đang nói về cái chỗ ông Ankara này cũng mệt mỏi lắm. Thì các bạn cứ nghiên cứu thêm. Rồi trong trường hợp đó, nói Thổ Nhĩ Kỳ thì nói luôn, tức là hiện nay nếu mà trong trường hợp ống quay trục á, quay trục thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái vấn đề này. Anh Thổ Nhĩ Kỳ đây, anh làm ra tới đây luôn đấy các bạn nhé. Đây tôi vẽ tương đối thôi. Đây, anh ra một tí cái chỗ với anh Bulgari. Rồi thế thì chúng ta đây là biết đây là cái dãy Kafka, đây là Bắc Kafka và đây là Nam Kafka. Nam Kafka thì có ba nước là Georgia, Azerbaijan và Armenia. Armenia nằm đây này các bạn này. Đấy, thì có ba nước như thế này, tôi cứ vẽ tạm thời đây có ba nước như thế này. Thì hiện nay ông Azerbaijan là chơi với ông này, với Thổ Nhĩ Kỳ, còn Armenia nằm giữa thì lại chơi với ông Nga. Mà bây giờ cũng có vẻ bắt đầu đang ngả ngả, hôm vừa rồi là đi họp cái hội nghị thượng đỉnh ấy, là coi như mà cái chỗ mà Moldova là cũng có đi rồi, cả Georgia có đi rồi, nhưng các nước này là đang nghiêng ngả, ba nước này là Liên Xô cũ đang nghiêng ngả. Thì trong trường hợp là và đây là có năm nước của Trung Á này các bạn nhé, là gồm Kazakhstan này, Uzbekistan này, Turkmenistan này, Tajikistan này, đấy, và Kyrgyzstan ở đây. Đấy thì chúng ta cứ cho là năm nước này đi, là năm nước Trung Á và ba nước Kafka, Nam Kafka giờ. Thì hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ nếu mà chơi là nó sẽ chơi cái thằng Armenia đầu tiên, là cái ông bạn của ông Nga. Đấy, để mà giải phóng luôn cái khu vực này là Azerbaijan với lại Armenia có như thống nhất luôn đi. Đấy, Georgia trong trường hợp mà không mặt trận thứ hai thì có như cái thống nhất luôn cả một cái này là thành một cái khối, ít ra là cái khối chống Nga là một. Thứ hai là lôi kéo luôn các nước ở phía bên phía đông của bờ biển Caspian, đây là năm nước Trung Á. Năm nước Trung Á này thì hiện nay đang nằm trong cái ảnh hưởng của Nga rất là rõ ràng. Cho dù là Mỹ cũng đang rất dòng nó, Mỹ rất rất xa nhưng mà cũng rất muốn dòng nó vào, và Trung Quốc thì ngay bên cạnh đây cũng rất là muốn dòng nó vào, có biên giới luôn với cái Kyrgyzstan và Tajikistan này nữa mà. Đấy, cho nên là hiện nay thì bên nào lôi kéo, nhưng mà ông Thổ Nhĩ Kỳ và Ottoman mà ông nghĩ ông to, cho nên ông muốn lôi kéo là ba cái nước Nam Kafkazơ, năm cái nước Trung Á này và đập luôn Iran luôn. Iran tại vì sao? Thứ nhất là Iran là chơi với Nga, cái thứ hai nữa là Iran này nó có thể nói là nó là một thế lực ở tại Trung Đông. Nếu mà nói các thế lực tại Trung Đông thì chỉ có thể nói một là Iran, hai Thổ Nhĩ Kỳ và ba là Israel đứng về mặt quân sự. Còn nếu mà đứng về mặt kinh tế thì là Iran cũng là một trong những cường quốc trong khu vực, là về kinh tế dầu mỏ cũng đứng thứ nhì thế giới sau Ả Rập Xê Út. Đây Ả Rập Xê Út đây thì chúng ta biết là nó cũng là một cường quốc ở đây. Thì tất cả các đồng chí Iran, Ả Rập Xê Út và Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đều có coi như là muốn vào BRICS hết này các bạn nha, đều muốn vào BRICS hết. Thì thế cho nên trong cái địa chính trị này chúng ta nhìn thấy rõ này, thứ nhất ba nước Nam Kafka, thứ hai là Iran, và thứ ba năm nước Trung Á là Thổ Nhĩ Kỳ muốn coi như bành trướng và muốn tức là thể hiện ta đây. Đấy, tức là bây giờ Nga hay Mỹ còn cũng đang phải cũng nể nể mà, cho nên huống hồ mấy cái nước nhỏ này. Thì qua đây thì chúng ta thấy là cái đường lối của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay nếu xoay trục qua phương Tây thì có nghĩa là sẽ tấn công các nước phương Đông và phương Nam.
Ngoài ra nữa thì chúng ta biết rồi, Thổ Nhĩ Kỳ đây là phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ là Syria, mà Syria là ông thân Nga, cho nên hiện nay là cái phía bắc Idlib đấy, thì các bạn biết là ăn rồi cứ đánh nhau suốt, mà cái người Quốc người đồ đây là cứ đánh nhau cái khu vực này, cho nên là sẽ làm việc với Syria luôn, mà đã coi như là Mỹ hiện nay cũng đang bắt đầu nhảy vào Syria, tức là không quân là F-16 rồi bây giờ cài đặt chế độ là coi như bắn các cái không quân của Nga lại đây, cho nên cái tình hình đây rất là phức tạp. Chính vì cái phức tạp này cho nên bây giờ bảo Nga mà cứ toàn tâm toàn ý vào đánh cái chỗ Ukraine này nó cũng không phải là hay đâu các bạn nhé, cứ đánh cầm chừng chứ không việc gì phải vội. Tất cả chỗ nào nó cũng ủng hoảng hết bây giờ, chứ không phải nó chỉ có một cái mặt trận này đâu, nó là bây giờ đánh kiệt quệ Nga, đánh suy yếu Nga và làm sụp đổ Nga và tiêu diệt Nga mà. Thì đâu có phải là chỗ này, thì bây giờ rất toàn tâm toàn ý vào cái chỗ Ukraine này là bắt đầu lúc đấy là nó 300.000 quân, rồi bắt đầu bên Nhật Bản nữa, rồi bắt đầu Thổ Nhĩ Kỳ dở hơi lên nữa, rồi Iran không khéo lại quay đầu, vân vân. Tất cả cái đám này đều không thể biết được các bạn nhé. Cái loại mà cái đội mũ mà trùm đầu, trùm cả mặt này, không biết là cái mặt nó là mặt trắng hay mặt đen, rất nguy hiểm. Cho nên Nga là đã sinh ra nước Nga là người ta đã phải thấy hết cái đó. Người ta lo đầu tiên là cái lãnh thổ, hay nói cái khác là phát triển mạnh về quân sự, về quốc phòng. Kinh tế có thể không bằng ai, nhưng riêng cái quân sự quốc phòng là phải là nhất thế giới. Không nhất thì gì, nói chung là không ai dám vào đây. Ta đứng nhì cũng được, nhưng mà riêng về cái hột nhãn mà ta nhiều nhất thì coi như cả thế giới phải sợ thôi. Chơi thích chơi thì nếu mà tất cả ra đi hết thì giỏi thì chơi đi. Đấy, còn nếu mà chúng ai muốn sống thì đương nhiên ta phải sống rồi. Đấy, nên là như vậy. Đã nói khu vực Trung Đông, chúng ta nói luôn, hiện nay cái chỗ này, khu vực này là đây là chúng ta biết là đi sâu vào tí này, đây Iran. Đây chúng ta biết đây là biển Caspian nha, đây là khu vực Trung Đông. Đây là khu vực Trung Đông thì Iran mà một răng một rác là giáp nhau đấy, để bắt đát đây Iran thì nó giáp nhau đây, thì ở phía ngay trong cùng của cái vịnh Ba Tư. Vịnh Ba Tư nó gọi là vịnh Persic các bạn nhé, vịnh Persic, vịnh Ba Tư của tức là của Iran ấy. Đấy, xứ sở Ba Tư là Iran ấy. Thì trong cùng này thì là đây như thế này, tôi vẽ tương đối thôi các bạn nha. Đây là bên này ông này Iraq này, bên này ông này Iran này, thì cái ông ở ngay cái đầu cuối cùng của cái vịnh này thì nó gọi là ông Kuwait, Kuwait. Thế là bây giờ cái vịnh này là vịnh đi tất cả là dầu bỏ tất cả các kiểu Bahrain rồi tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Oman rồi là như Dubai đâu biết, là tất cả là trong này Bahrain là tất cả trong này là đều phải đi ra tàu, đều phải đi ra eo biển, gọi là vịnh Persic và đi qua eo này này, đây cái eo này các bạn này, đây cái eo này nó gọi là eo Hormuz, eo Hormuz các bạn nhá. Sau đó ra vịnh Oman rồi đi ra Ấn Độ Dương, rồi tàu đi đâu đó đi đâu chở dầu. Thì đây là Karachi, tức là đây là cố đô của Pakistan trước đây, còn bây giờ nó là Islamabad ở trên này các bạn này. Đấy, thì chúng ta nói sơ vậy thôi. Còn thủ đô của Tehran thì nó nằm ở ngay biển cả Caspian. Đấy, còn Baghdad thì nó nằm ở cái chỗ này. Thế thì bây giờ cái eo biển Hormuz này ấy, hiện nay là nó là một cái điểm nóng các bạn nhé. Đấy có thể gọi là điểm nóng. Đấy cái chỗ này. Đấy, thì là Mỹ hiện nay đang hiện diện ở đây rất nhiều tàu. Đấy, để mà tức là qua đây là cái chỗ này, nếu mà ông Iran mà ông bỏ một cái là bất cứ ông nào đây là rất là đơn giản. Đấy. Đấy, chính vì thế cho nên là Mỹ là chơi rất thân với Qatar. Đấy, Qatar, Doha, Qatar với lại UAE là tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đây. Là cái khu vực mà gần gọi là cái eo biển Hormuz đây, thì cái chỗ này là Iran đã bắn rất nhiều tàu rồi, tức là làm sai chỉ dấu chỉ dẫn của tôi là bom thôi. Thì hiện nay là Mỹ thì thực tế là cũng hù dọa với Iran nhiều lần, nhưng mà đánh cũng chưa không đánh được đâu các bạn. Đánh Iran ở đây thì chúng ta biết là sao, có thể Mỹ đánh Iran được vì ông này không có hạt nhân thì bóp ông là cái chết, nhưng mà không phải dễ. Iran bây giờ chơi với Trung Quốc, chơi với Nga rồi, thì có rõ ràng là nó cũng sẽ nằm trong một cái ô gọi là ô bảo hộ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tất cả các cái vị trí mà các cái gọi là căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, rồi tại các nước chỗ Trung Đông đây, Bahrain hoặc là UAE, thậm chí cả Ả Rập Xê Út và Iraq nữa, thì có rất nhiều cái gọi là căn cứ quân sự Mỹ thì là Iran nó bom vào đấy thôi. Mỗi nơi 10.000 em, mỗi nơi 10.000 em là các bạn biết rồi. Bây giờ mà cứ nước nào như Mỹ hay là Trung Quốc hay là Nga mà bây giờ cứ bị là một hai mạng là bắt đầu la toán này liền, chứ không phải như Ukraine là chết 100.000 không ai ngứa ngáy đâu các bạn nhá. Mày chết nữa thì chứ còn chết chừng đấy chưa ăn thua đâu, nhưng mà các nước đấy mà cứ 100 em nó lớn lắm, la toán lên 50 cái sĩ quan, một cái chỗ Kramatorsk là la toán lên rồi. Thế thì chính vì thế cho nên là
nó sẽ bòn vào các cái căn cứ quân sự của Mỹ tại đây, chứ không phải là đánh qua Mỹ, không cần thiết. Hoặc là ông Triều Tiên bây giờ ông bòn là thích thích chơi, là ông chơi chỗ Hàn Quốc với Nhật Bản là đây, quân Mỹ nó cả mấy chục ngàn đấy, chứ nó cần gì nó phải chơi đi đâu cho xa đấy các bạn đấy. Cho nên chúng ta chính vì thế cho nên chúng ta thấy cái vấn đề chơi Iran không phải dễ đâu đấy. Trong khi đó nếu mà anh đánh một cái nước Ả Rập đây, đánh một cái nước Hồi giáo đây, thì rõ ràng cái cộng đồng Hồi giáo cũng như các nước Ả Rập nó sẽ lên tiếng. Và bây giờ Mỹ là đang gần như thất sủng ở khu vực này, trước đây là gọi là trùm ở khu vực này đấy, và cử cái nội ngũ Israel là coi như là mày xem đầm ở khu vực này cho tao, tao lo cả thế giới, mày lo khu vực này thôi đấy. Chính vì thế cho nên càng ngày nó càng bị rút chân ra khỏi đây, bây giờ không muốn là mà làm thân để mà lấy lại, để mà coi như là để ngã về Mỹ thì thôi, chứ còn bây giờ còn đẩy các nước này ra xa Mỹ nữa thì là cái điều đấy là bây giờ ông có muốn cũng không được đấy, nói thật là như thế. Chú huống hồ thì ông còn đẩy đi nữa thì nó càng đi nhanh đấy các bạn nha. Rồi chúng ta nói cái chỗ gặp đầu ta nói đó này. Thì sẵn đây thì chúng ta nói về cái chỗ mà Triều Tiên luôn. Thì Triều Tiên đây thì chúng các bạn biết là đây Triều Tiên với Hàn Quốc đây. Đây cái vị tuyến 38 nằm đây. Hồi xưa nếu mà chúng ta mà cứ nghe Mỹ này coi như là thẩm soạn cái này đi. Hồi là mà nghe Mỹ là bây giờ cũng thành hai nước rồi đây. Thì nhiều người thân Mỹ thì rất là thích là chia làm hai nước. Đấy, nhưng mà không được nha các bạn nhá. Tất cả Triều Tiên hay Hàn Quốc bây giờ là xin lỗi là coi như là tổ tiên nó nằm ở Việt Nam đấy. Các bạn cho nên là bây giờ một lý thì nọ kia đấy là ly đấy là bên gung trúc gì đấy là đều là của Việt Nam hết đấy các bạn đấy. Thế thì bây giờ là Triều Tiên bây giờ đã tuyên bố rồi, bây giờ nếu mà ông cả khịa tôi bây giờ là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ là coi như cứ lòng vòng cái biển Nhật Bản này các bạn này, biển quốc tế. Triều Tiên bảo bây giờ là tôi thấy ngứa rồi đấy, nếu mà trong tình hình mà cứ cà khịa kiểu này nữa là ông bòn đấy, quánh hạt nhân đấy. Thì chúng ta biết rồi, ông này thì ông đã từng là ông bắn sang phía bên ra có thể đánh nước Mỹ, rồi có thể ông đánh bắn xuống cái căn cứ quân sự Guam là coi như cũng hàng trăm nghìn lính Mỹ nha, rồi các cái căn cứ quân sự Hàn Quốc này thiếu gì, chỉ cần đi đánh đâu xa nó đánh cái khoảng hết 100.000 người Mỹ thì các bạn biết là loạn lạc thế giới rồi, Okinawa phía dưới này nữa này. Đấy. Thì người ta đánh thế thôi. Đấy. Còn nếu thích thì đánh vào Los Angeles, San Francisco, Seattle, các thứ là phía bên miền Tây nước Mỹ. Mà bây giờ ông nói ông có khả năng ông đánh vào tới miền Đông nước Mỹ là băng qua cả một cái từ bờ Tây sang bờ Đông nữa, là đến New York, Washington nữa. Thì cái đấy không biết có được hay không. Thì cứ cho là không được đi thì ông cứ bòm vào mấy cái chỗ này thôi. Ông bảo mà các khu vực này là các những đủ chết rồi chứ còn gì đâu nữa. Đây nổi cái Seoul mà nó cách biên giới với lại Triều Tiên là có 56 cây thì nó bắn pháo chứ mấy. Nó bảo nếu mà khi mà có chuyện một cái á, là coi như là 10.000 khẩu pháo các bạn nhé, 10.000 khẩu pháo của Triều Tiên này là nó sẽ bắn tan nát cái Seoul và tất cả các cái thành phố nằm trong tầm pháo của nó. Tầm pháo thì các bạn biết rồi, là có thể là mấy chục cây là cái chuyện nhỏ, còn các cái tên lửa nọ kia của nó. Cho nên nó mới ngang bướng, nó không sợ gì đâu, ai đâu. Cũng sinh ra để coi như là không cần ăn. Bây giờ cứ bỏ tiền, cứ làm 100 đồng, là bỏ 90 đồng vào để mà làm hạt nhân. Còn 10 đồng là nào mặc, nào ăn, nào cái gì đấy, học, nào ảnh. Đấy, đất nước nó coi như không cần ăn, không cần coi như là mặc mà để mày tất cả, nhưng mà cứ có hạt nhân hoàn tráng là được rồi. Đấy, từ thời ba đời này rồi, từ thời Kim Nhật Thành đến ông Kim Jong Un rồi bây giờ đến Kim Jong Un, thì chúng ta biết rồi. Thì cái đất nước này nó khó chịu, một đất nước khó hiểu nhất và một trong những cái đất nước là khó khuất phục nhất. Đấy đố đấy, ông Hàn Quốc ông giàu gấp 10 lần đấy, ông giỏi ông ấy đi, hôm qua ông làm gì đi, thì bây giờ qua là coi như cùng nói một tiếng nói với nhau, tự nhiên bảo là thành hai nước, thế kỳ cục quá. Cùng một tiếng nói với nhau, coi như bên này thì họ hàng với bên này thì họ hàng bên kia, hai bên là coi như là một hết, thì bây giờ là phải nghe theo Mỹ, là coi như là phải là hai quốc gia mới đúng. Chứ nếu mà ok thì tôi công nhận như Đức cũng được, thống nhất bên Đông bên Tây nó thành một nước, nó vừa là mạnh mà có phải là nó phải là thành một quốc gia độc lập, chứ có phải là anh cứ chia ra anh mới được độc lập đâu. Đấy, Đông Đức với Tây Đức bây giờ hồi xưa cũng hai nước đấy, bây giờ nhập vào thì thành một nước, nó thành nước mạnh luôn. Tất nhiên là có thể là ông mạnh ông giúp ông yếu, nhưng mà còn tóm lại là ông là nó là một quốc gia thống nhất, là một quốc gia độc lập tự do, có tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế. Nó vẫn hơn là coi như là hai ông cứ suốt ngày gặm ghè nhau. Rồi bây giờ chúng ta nói sang cái chỗ BRICS.
cái nước BRICS đây là coi như là hiện nay là có như 44 nước là đang quan tâm, và trong đó có 22 nước đã coi như là nộp đơn. Và có thể nói là các cái khối BRICS này thì cái GDP nó đã hơn cái G7 rồi các bạn nhé. G7 nếu mà nói mạnh ra thì chỉ có mỗi Mỹ với Nhật Bản thôi. Đấy, nhưng mà bên này thì nó là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, thì nói chung là các cái nước gặp không mà nó lại đông dân nữa. Đông dân thì cái GDP đều đông lắm các bạn nhé. Thế còn nhưng mà cái bình quân đầu người có thể không bằng, nhưng mà cái GDP lớn lắm. Đấy thì tình hình hiện nay nó là như vậy. Còn ông Argentina đây thì coi như hôm vừa rồi lại tự nhiên là đang làm đơn vào BRICS mà lại gây gổ với ông Nga này, ông Argentina này. Ở Nam Mỹ là coi như là chặn cái tàu mà chở khí hóa lỏng của Nga, không cho nhập vào đây. Này cũng rắc rối nữa. Thì cho nên là bây giờ là coi như tôi nói các cái vấn đề địa chính trị đây nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà cái châu Mỹ Latin ấy, thì vừa rồi cái hội nghị thượng đỉnh ấy, mà các nước châu Âu họp tại chỗ Madrid, Tây Ban Nha ấy, thì là để lôi kéo tất cả các nước châu Mỹ Latin này vào. Như hôm qua tôi nói là kể cả Mexico trên này cái này đấy, Mexico đây, các nước ở Trung Mỹ Caribe và các nước ở châu Nam Mỹ là ký vào một cái tuyên bố là chấm Nga. Thì bây giờ các nước này không, chúng tôi không ký, cuối cùng là bẽ mặt đấy các bạn. Đây này, mới họp ở Tây Ban Nha này, đây Tây Ban Nha đây. Đấy. Thì có thể nói là coi như là mọi chuyện nó đâu có phải như là các ông tính được đâu. Bây giờ cứ đi theo ông, không biết đi đâu về đâu. Đấy. Nga hiện nay đang cảnh báo Ba Lan các bạn nhá, tức là Ba Lan đang hiện nay đang dồn quân, hôm qua lại mang tới 2 lữ đoàn là sát biên giới với Belarus. Cho nên tôi nói là cái tình hình mà như buổi sáng tôi nói trong bản tin buổi sáng ấy, là khả năng Ukraine nếu mà chưa đâu vào đâu xong thì bắt đầu sẽ chơi Belarus rồi các bạn. Đấy, trên Belarus tức là nó không đánh Nga, bây giờ tôi không đánh ông. Đấy, bây giờ đánh ông thì biết rồi, ông đánh cả tất cả luôn. Một thằng những này mà trùm chăn ra mà đánh hội đồng, là ông mà tung được cái chăn ra thì coi như đi hết chứ cần gì nữa. Đấy, cho nên là không đánh ông, bây giờ đánh Ukraine là ủy nhiệm, còn đánh Belarus là bởi vì ông chứa chấp cái thằng khủng bố, ví dụ là Prigozhin, Wagner. Thì bây giờ ông cứ lấy cớ gì tôi không cần biết, cũng như là Nga hay là Ukraine có cớ gì không cần biết, nhưng mà chiến tranh là người ta đã tính trong tầm tay. Đấy, nó đã suy nghĩ trong đầu rồi, tức là làm luôn luôn làm suy yếu nước Nga, có thế thôi, chấm hết. Nên bây giờ bằng cách nào, bằng như thế nào rồi đấy, chuyện đấy chúng ta chưa nói cái khu vực mà Nam Cáp Ca cũng giáp đây này, đấy. Tất cả đây là hoặc là chỗ Trung Á này là nó đang chơi rồi nó cho ăn rồi ăn chơi rồi bắt đầu nó chụp hình chụp ảnh, bắt đầu nó tung lên, bắt đầu nó tống tiền, nó bắt đầu phải theo đấy. Đấy, thân phương Tây. Còn ông ngáo này thì bây giờ ông thì ông nghiện rồi, bây giờ ông bảo là toàn dân phải nghiện cơ, thông qua trình quốc hội thông qua ok luôn, tức là cho phép là coi như là ma túy cũng như là hôn nhân đồng giới là hôm qua nói rồi. Thế thì hiện nay là ở bên này là hôm trước là chúng ta nói là rất nhiều cơ, chứ không phải 2 lữ đoàn, nhưng mà hiện nay 2 lữ đoàn đã áp sát cái biên giới của Belarus, mà theo cái ấy của tức là cái kế hoạch của Ba Lan là phải 7 lữ đoàn các bạn nhá, còn chưa kể linh tinh các cái mấy nghìn quân của tức là gì cảnh sát, rồi một mấy nghìn quân là coi như là vệ binh quốc gia ABC, tức là cũng khoảng là 10 lữ đoàn. Đấy. Nhưng mà hiện nay là 2 lữ đoàn đã áp sát. Thì cái chỗ này là cái chỗ màu sáng chúng ta vẽ đây. Đấy, trong này thì nó có cái chỗ rất là có cái hẻm sâu trong này đây các bạn. Đấy, cái hẻm này này. Đó. Thì nó là thuộc đất Belarus này. Đấy. Đấy. Thì đấy cái chỗ khu vực này thì chúng ta biết là đây Brest và Lvov, là chúng ta biết là đây là toàn những cái thành phố anh hùng của hồi xưa của Liên Xô mà chống phát xít Đức đấy các bạn nha. Cho nên là đây là toàn cái chỗ này đến bây giờ cũng lại tiếp tục anh hùng nữa thôi. Thì hiện nay như sáng chúng ta nói là cũng Wagner thì đang tập trung ở đây. Nhưng mà thực tế là không chỉ ở đấy đâu các bạn, tôi nói thật nhiều lắm chứ không phải chỗ đấy đâu. Có thể là cả cái đây cả cái vạt này là các bạn biết là giáp với Litva này. Đấy rồi bắt đầu từ giáp tiếp đây là giáp với Latvia này, đây giáp đây là với lại Litva này. Rồi giáp đây là giáp với Ba Lan này, rồi giáp đây là giáp với Ukraine này. Đấy, Belarus giáp như vậy đấy các bạn. Đây là NATO, đây là Ukraine. Thì bây giờ là cái lực lượng mà của bà Tikhanovskaya đấy, cái bà mà bà cũng đứng ra bà thành lập riêng đấy, là bây giờ nó thành lập một trước trên một tiểu đoàn năm 2014 một tiểu đoàn, bây giờ thì lên đến một trung đoàn, nhưng thực tế là bây giờ nó phát triển đến 2 trung đoàn rồi, là do được Ukraine dung dưỡng thì sẵn sàng là cũng tấn công, đấy, tấn công qua Belarus.
rồi các cái lực lượng của Ba Lan này sẵn sàng tấn công. Nga cảnh báo rồi các bạn nhá, Nga cảnh báo rồi đấy, đừng có đùa với lửa đấy. Nhưng mà không, nó là nó thích lắm, bọn này thích đánh lắm, thích đánh nhau đấy, Litva, Latvia nữa đấy. Còn ông Estonia trên này thì không có biên giới với ấy, nhưng mà ông cũng sẵn sàng đưa quân đấy, đưa quân vào với các đồng chí đồng đội. Thế thì như rõ ràng là Belarus là lo cả cái cả gần như là Bắc và Tây Bắc, cả cái phía Đông, cả cái phía Nam, chỉ có mỗi tí Đông Bắc và phía Đông là của Nga đấy thôi. Đấy, cho nên rất là mệt các bạn nhé. Hiện nay quân đội Belarus thì là một loại quân đội là loại yếu. Bây giờ Nga sang đây cũng mấy chục nghìn rồi, bây giờ cố gắng là ông Belarus, ông Wagner sang đây là 15.000 rồi, đấy, khả năng là sẽ sang nữa, hoặc là thậm chí quân đội của Nga cũng sẽ tiếp tục qua đây. Thì cái chuyện này là đương nhiên rồi, chỉ còn không thể mà là nếu nó đánh vào Belarus là nó đánh vào sườn Nga đây nữa thì có mà ấy à. Đây là biên giới của Ukraine với lại với Nga là như thế này đây đấy. Thì bây giờ các cái chỗ này là phải thanh toán này, cái chỗ này thanh toán này, thanh toán hết rồi thì anh thanh toán xong mà anh lại bị chỗ này nữa thì này không được, cho nên anh phải lo từ ngoài này. Rồi ông Lvov của Ukraine ông phải ra, thậm chí ông ra tới đây luôn, biên giới ra tới đây luôn ông Nga này. Nếu mà lượm luôn được thì lượm luôn, thì cái ông này luôn thì ra tới đây, và tới đây thì nó đương nhiên nó khỏe hơn. Chứ bây giờ nó cứ xô sát vào nách này, cứ bò qua biên giới này thì thôi, chứ làm sao được. Ông Belarus này sau này là khả năng thành chiến trường, ông Ba Lan khả năng sau này thành chiến trường luôn. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà ông bảo ông đánh Belarus thì Belarus nó đánh sang ông chứ không phải Nga đánh sang ông, cho nên ông thể kích không kích hoạt được cái số 5 số 7 gì của các ông không cần biết. Nói sơ sơ đấy thôi các bạn nhé. Rồi còn một cái vấn đề hôm nay tôi nói nữa, tức là về quốc tế đấy. Thì hiện nay là Nga với Trung Quốc là bây giờ là chơi với nhau thì biết rồi. Ngoài các cái đường ống dẫn dầu, dẫn khí là xuyên Beri là đi tới thậm chí cả 90.000 km. Nhưng mà ngoài ra thì người ta vẫn có thể là người ta chở bằng cái tàu gọi là đi trên phá băng các bạn nhé. Thế là Trung Quốc thì các bạn biết rồi, thì Nga thì biết rồi, thì nó trên này là Bắc Cực đây. Bắc Cực thì toàn băng, thì bây giờ người ta chở dầu là hôm nay là có hai cái tàu của Nga là chở dầu từ chỗ này. Murmansk này thì các bạn biết là đi tàu phá băng đấy các bạn. Đấy là người ta đi theo biển Bắc này, trên này có nó gọi là Bắc biển Bắc với lại biển ấy, đây là người ta đi qua này, đi qua cái chỗ mà Bering này xuống Kamchatka này. Đấy, Kamchatka, sau đó xuống đây là Sakhalin, là đi qua vào vùng biển Nhật Bản là bắt đầu vào Trung Quốc. Đấy, thế đó. Đấy. Thì các bạn thấy. Đấy là một con đường đấy các bạn. Đây là con đường Nga đi hiện nay, thì nó đi thí dụ nó đi này nó hết có 30 ngày thôi, đến 31 ngày thôi là vận chuyển dầu. Thì nó sẽ có nhiều con đường, còn các cái con đường dẫn dầu khác thì tới Trung Quốc thì đấy rồi các cái nơi này cái chỗ nào gần thì là tất nhiên là ông cũng sẽ khai thác, là ông sẽ đi qua Trung Quốc. Tại Trung Quốc bây giờ nó tiêu thụ là nó khổng lồ lắm. Đấy, cho nên là chúng ta biết là coi như là bây giờ cứ làm ăn thôi, chỗ nào đi được là cứ đi thôi. Tất nhiên là trước đây mà nếu mà không có các con đường này, con đường này thì mới đi thôi qua phá băng, còn không có con đường này thì Trung Quốc trước đây đi con đường này các bạn ạ. Nga đi con đường này. Đấy, chúng ta hôm nay chúng ta đi trên này, chúng ta nhìn này cho nhanh nhá. Đấy, đi cái này là cái tới Trung Quốc. Đó. Còn nếu không thì bây giờ là phải đi con đường này. Đấy. Là bắt đầu là ông đi qua đây là ông ra Đại Tây Dương. Đại Tây Dương bắt đầu ông đi vào Địa Trung Hải. Đấy. Và Địa Trung Hải bắt đầu ông đi xuống là có như qua kênh Suez, ông đi qua biển cái Hồng Hải. Đấy. Ông ra Ấn Độ Dương. Đấy, ông đi qua đây xong ông đi xuống Malacca chỗ Malaysia với lại Singapore ở đây là bắt đầu ông lên. Ông lên Việt Nam là ông vào đây. Thì chúng ta nhìn thấy hai con đường này nó khác nhau. Đấy. Hai con đường này cùng xuất phát, ví dụ cùng xuất phát từ đây thì chúng ta thấy là đi đường này nó thuận lợi hơn. Đấy, cho đến bây giờ là cũng không chơi thì bây giờ thì chơi vậy thôi, chứ đang giờ bây giờ mình đi qua đây không khéo lằng nhằng là cái bom rơi đạn nổ là không nói. Chứ ủng hộ cho trong này mà các ông mà đi qua đây thì các ông ăn là các ông biết ngay. Đấy, tôi vất vả như thế thì các ông làm sao các ông sống vui sống khỏe được. Nó phải như nhau hết. Đấy. Thôi tôi kết thúc về cái thời sự quốc tế của ngày hôm nay ở đây, còn nhiều cái để nói lắm nhưng mà thôi để dành bữa khác, nếu mà nó là không còn mang tính thời sự thì không nói nữa, chứ nếu mà nói nhiều dài quá thì cũng ảnh hưởng cái thời gian của các bạn. Bye bye.